ngày hôm nay bạn đã cười chưa? Còn đối với tôi thì nụ cười là khái niệm thật xa xôi và mơ hồ. Bởi vì mỗi sáng đến công ty, ngồi vào bàn làm việc với mức năng lượng bằng không, kèm theo đó là sự mệt mỏi và nghĩa vụ đi làm chỉ để kiếm tiền. Đó là những lúc quay cuồng với sổ sách và những con số, là tiếng gõ bàn phím khô khốc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đôi khi là những cuộc họp nhạt nhẽo và những nụ cười thật sáo rỗng. Tôi không biết vì sao mình lại đang ngồi ở đây, không kết nối, không động lực, và ngay cả một nụ cười giao tiếp với những người đồng nghiệp của mình cũng không tồn tại. Về với gia đình, tôi cũng không cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khi sự cô đơn của chính tôi, sự lạc lõng và sự thờ ơ, xa cách giữa mỗi thành viên ngày một lớn dần lên. Và rồi tôi hoàn toàn bị chính sự u buồn và bất lực bên trong mình đánh gục. Trong tôi chỉ còn lại bao nhiêu sự hoang mang vô định. Câu hỏi tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tôi có đang hạnh phúc với chính cuộc sống của mình không? Cứ hiện ra trong tâm trí, ám ảnh và đeo bám cuộc sống của tôi mỗi ngày. Nhưng chính lúc tôi tưởng như mình đã mất hoàn toàn hy vọng, thì tình cờ tôi gặp được một người bạn đã có thể giúp tôi cười thật nhiều ngày hôm ấy. Những bí mật thật sự về con người tôi bắt đầu lộ diện. Qua công cụ sinh trắc dấu vân tay, một ngành khoa học nghiên cứu về mối liên hệ giữa não bộ và đường vân tay, đã giúp tôi trả lời được câu hỏi: tôi là ai? Tính cách tôi là gì? Tôi có thế mạnh và hạn chế nào? Như bừng tỉnh dậy, tôi phát hiện ra rằng mình không hề thích hợp với công việc văn phòng quy củ và nguyên tắc. Hóa ra tôi là người có khả năng tương tác cộng đồng vô cùng tốt. Như được sống lại cuộc đời mới, công việc mới đã luôn dành tặng cho tôi thật nhiều tiếng cười sảng khoái, giúp tôi cảm nhận được từng giây phút trôi qua đều vô cùng quý báu và ý nghĩa. Điều cuối cùng tôi nhận ra rằng, việc bạn tự mỉm cười với chính mình, bạn hiểu rõ được mình là ai, mình đang hạnh phúc vì điều gì, tìm ra cơ hội khai sáng tầm nhìn trong tương lai, chân thành và nói lời cảm ơn với tất cả mọi người mới chính là lúc niềm vui lan tỏa trọn vẹn nhất.